Hello, student in grade 7 of Chuvang High School. Nice to meet you. Chào các em học sinh khối 7 trường trung học cơ sở Chuvang High. Rất vui gặp các em. Now, today we learn Unit 6 after school. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 16 after school. Session 9. What do you do? Period 31 A1. Và chúng ta sẽ học session này. What do you do? Bạn làm gì? Tiết 31 A1. Em chuẩn bị tập vở ghi bài nha. A1. Listen then practice with a partner. Chúng ta sẽ học phần A1. Các em sẽ nghe và sau đó thực hành với bạn mình nha. Now listen carefully. Unit 6. After school. A. What did you do? 1. Listen. Then practice with a partner. Hello, Hua. What are you doing? Hi, Min. I'm doing my math homework. You work too much, Hua. You should relax. It's 4:30, and tomorrow is Sunday. Okay, what should we do? Let's go to the cafeteria and get a cold drink. Good idea. Where is Ba? Let's invite him too. Oh, Ba is in the music room. He's learning to play the guitar. He practices every day after school. Min, what do you usually do after school? I usually meet my friends. We often do our homework together. Do you play sports? Oh, yes. I play volleyball for the school team. We always need more players. Why don't you come along? Yes, maybe I will. I enjoy playing volleyball. Các em nghe có rõ không nào? Giờ cô sẽ dịch bài dialogue này cho các em nghe nha. Mình. Chào Hoa, bạn đang làm gì vậy? Chào Minh. Tôi đang làm bài tập toán. Bạn làm việc quá nhiều rồi đó Hoa. Bạn nên thư giãn. Đã 4 giờ rưỡi rồi và ngày mai là chủ nhật. Ok, chúng ta nên làm gì? Chúng ta hãy đến quán ăn được phục vụ và uống một cốc nước lạnh nha. Ý kiến 2. Ba đâu rồi? Hãy mời anh ta đi với. Ba đang trong phòng nhạc. Anh ấy đang học chơi guitar. Anh ta thực hành mỗi ngày sau khi ở trường về. Minh, bạn thường làm gì sau khi ở trường về? Tôi thường gặp bạn tôi. Chúng tôi thường làm bài tập cùng nhau. Bạn có chơi thể thao không Minh? Vâng. Tôi chơi bóng chuyền cho đội của trường. Chúng tôi luôn cần nhiều người chơi. Bạn tham gia cùng nhé. Vâng, có thể. Tôi rất là yêu thích chơi bóng chuyền. Rồi, các em tự thực hành với bạn mình nha. Now we have some vocabulary. Listen and repeat after me. Math homework. Bài tập toán. Should là nên. Sao should là một verb be infinity. Should đồng nghĩa với ought to. So the two verbs. For example, you should clean the house every week. Đồng nghĩa với you ought to clean the house every week. Idea, ý kiến. Good idea, ý kiến hay. Together, cùng nhau. Sport, tính từ, sporty. Team, đội nhóm, school team, đội của trường. Come along, tới xuất hiện. Why you don't come along? Tại sao bạn không tham gia? Play, chơi. Player, người chơi. Maybe, có lẽ. Các em nhớ tập đọc nhiều nha, nhiều lần để cho đọc thuần thục hơn.
Nhớ ghi bài vô cho cô nha. Now we have, remember, we have some suggestions. Chúng ta có một vài lời đề nghị. Đây là học chương trình lớp 6 và chúng ta chỉ review lại thôi nha các em. Ví dụ như sau less là verb zero, thì less sẽ đồng nghĩa với why don't we, cũng là verb zero. Shall we, verb zero. How about, verb in. What about, verb in. For example, let's play game. Chúng ta hãy chơi game. Why don't we play game? Shall we play game? How about playing game? What about playing game? Các em nhớ ôn kỹ phần này nha. Now answer the question. We have 1 minute for this activity. Let's start. Now time sets over. Now let's check your answer. A. What's he Hoa doing? Hoa đang làm gì? She's doing her math homework. Cô ấy đang làm bài tập toán. B. What are Minh and Hoa going to do? Minh Hoa dự định làm gì? They are going to the cafeteria and get a cold drink. C. Where's Bar? He in the music room. D. What is he doing? He learning to play the guitar. E. What does Min usually do after school? He usually meets his friend. F. What sport does Hoa like? She likes playing volleyball. Rồi nào các em check lại câu trả lời của mình đúng không nha? Now listen to music for relaxing. Các em nghe nhạc thư giãn một chút nha. I know.
The lesson has finished. We have homework. Learn vocabulary and remember. Học từ vựng và ghi chú. Do recitation in workbook. Làm bài tập trong sách bài tập. Prepare section A at unit 6. Chuẩn bị phần A2 của bài 6. Thank you for your listening. Bye. See you later. Don't you be afraid, everything will change you and tell me don't be honest, if the dream is gonna